cái sống lưng của ngón tay đấy. Thì cái sống lưng của ngón tay là gì? Là mình bắt nguồn từ đây. Mọi người xem này, sống lưng của ngón tay là bắt nguồn từ đây, nó đi ra đây. Nhưng mà mọi người thấy cái gân này nó bị cong không? Bình thường là gân này nó thẳng đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái gân của người này nó bị cong, cho nên là cái móng này nó bị cong. Mọi người hiểu chưa? Thì mình xem cái gân này. Đấy, đi này. Nó với bị cong. Đúng không? Nhưng mà cái sống này là không thay đổi. Cho nên mình đừng có nhìn cái gân. Mình đừng có nhìn gân. Ví dụ nhìn đếu ở đây là nhìn gân. Đấy, mình không lấy từ đây, không lấy từ đây. Vì đây là góc nhìn của khách. Khách nó làm như thế này thì là đây là góc nhìn của khách. Đây là góc nhìn của mình. Thì nếu mà mình lấy cái của mình làm chuẩn thì khách nó không chịu, nó để như thế này nó thấy chiên. Đúng không? Là không được. Mà ví dụ mình lấy như này làm chuẩn, để như này làm chuẩn, đôi khi có con khách nó lại để như thế này thì lại nó lại chiên, đúng không? Thì mình đập lại chia đôi thì mình lấy cái đây làm chuẩn. Mọi người hiểu chưa? Không lấy đây làm chuẩn, không lấy đây làm chuẩn và lấy đây làm chuẩn. Đây là cái ý kiến của mình thôi, chứ không có như thế nào là chuẩn hết. Quan trọng là có phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hay không. Ai mà áp dụng thấy phù hợp thì sử dụng, thì coi đó là chuẩn. Chứ chả có ai mà làm không được mà nói nó chuẩn hết. Chả có ai là làm không được mà nói nó kiến thức nó chuẩn hết, đúng không? Đó. Mọi người sẽ bắt bẻ ngay, cho nên là mình phải xem này, lấy cái này làm chuẩn là thường sẽ là ok. Tức là thường mình dán móng sẽ ok. Đấy, mình cũng không dám chắc là vào tất cả trường hợp đâu. Đấy, mọi người xem này. Cái này này, nếu như mình dán, mình lấy cái điểm này làm chuẩn đúng không, thì mình nó sẽ bị xiên ở đây. Nếu như lấy điểm này làm chuẩn thì nó sẽ bị xiên ở đây, tức là ở ngoài xiên. Đấy, lấy điểm này làm chuẩn nó xiên ra đây, lấy điểm này làm chuẩn nó xiên ra đây. Đấy, nó cũng rất là buồn cười đúng không? Nhưng mình lấy điểm này làm chuẩn chỉ đệ như này. Đúng không? Chỉ đệ như này nó cũng không có quá xiên và đệ như này nó cũng không có quá xiên. Đấy, tức là mình lấy trung bình thôi. Đấy. Mọi người hiểu chưa? Lấy điểm này làm chuẩn, lấy cái điểm này làm chuẩn rồi và phải bắt được cái điểm này. Đó, xong đó mình nối điểm này ra là dán. Được chưa? Ok. Bây giờ mình sẽ lấy tầm số 3 đấy, chắc này tầm số 3 đấy. Rồi, đệ như này này, lấy điểm này làm chuẩn này, thấy điểm này chưa? Gióng ra đây. Được chưa? Là đệ như này ơi, là được. Ok chưa? Dán nhỏ keo vào. Rồi, bây giờ mình xem này, vì nhỏ keo có hình giọt nước cho nên là nó sẽ lâu khô, được chưa? Mình nhắn từ đây này, được chưa? Đấy, đặt lên này. Nhắm hai bên trước này, có thấy nó cân chưa này? Rồi xong đó mình mới nhấn vào này. Ok chưa? Rồi, thăng này. Thấy chưa? Lấy điểm này làm chuẩn được chưa? Mọi người thấy chưa? Còn nếu ví đệ như này này là nó cũng ok này. Được chưa? Và đệ như này này là nó cũng ok này. Mọi người thấy thăng không? Đấy, đệ như này nó cũng ok. Còn nếu như bây giờ mình lấy từ đây là nó được một bên thôi, được cái gì nào nó cũng được bên thôi, nó khó. Mọi người hiểu chưa? Hiểu đoạn này chưa? Đấy, thì bây giờ